đêm thật là an lành phước hạnh cho loài người. Vì bao nhiêu sự ngăn cách bấy lâu giữa tội lỗi của loài người đã khiến chúng ta ngăn cách Đức Chúa Trời, giờ đây đã được xóa bỏ. Vì Đức Chúa Trời Ngài yêu thương thế gian, mỗi chúng ta là một đối tượng của tình yêu của Ngài. Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài thà đến thế gian này, hạ mình xuống trong nơi máng chiên nghèo hèn và chết trên thập tự giá. Ngài thà chết còn hơn là sống trong cõi đời đời thiếu những đối tượng của tình yêu, đó là chính chúng ta. Thì đây chúng ta, thì đây hãy đến trong sự hân hoan ngợi khen Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta.